Xin chào các bạn, mình là Phương Hằng. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của công ty luật CS. Sau khi đăng tải video về nghỉ việc vì phải đi cách ly Covid-19 vẫn được trả lương, công ty luật nhận được rất nhiều thắc mắc liên quan đến công việc, tiền lương không chỉ từ người lao động mà từ phía doanh nghiệp. Chính vì thế, công ty luật CS thực hiện video này để giải đáp những thắc mắc chung về công việc, về tiền lương, nhằm thực hiện triệt để công tác chống dịch. Hai công văn hỏa tốc mới nhất trong ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định tạm dừng hoạt động của tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trừ một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm, hàng hóa, nhu yếu phẩm, xăng dầu, dược phẩm. Trước tình hình tạm dừng kinh doanh bắt buộc đã nêu trên, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và tính đến phương án cắt giảm lao động. Vậy, trong tình hình hiện tại, doanh nghiệp có được chấm dứt hợp đồng lao động hay không? Đâu là giải pháp có thể cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động để giảm thiểu ít nhất các thiệt hại, ảnh hưởng của dịch bệnh? Mời các bạn theo dõi buổi trao đổi cùng luật sư Phương Hảo, giám đốc công ty luật CS nhé. Xin chào luật sư ạ. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Rất nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng sản xuất kinh doanh, buộc lòng phải cho nhân viên nghỉ việc hoặc tạm thời nghỉ làm. Vậy, có những giải pháp nào để giải quyết bài toán lao động dành cho doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại, thưa luật sư ạ? Xin chào các bạn. Liên quan đến vấn đề lao động trong thời điểm này, đối với công ty và người lao động sẽ có 4 giải pháp như sau. Giải pháp đầu tiên là chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Giải pháp thứ hai là ngừng việc. Giải pháp thứ ba là tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Và giải pháp cuối cùng là công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Xin luật sư giải thích cụ thể hơn về biện pháp thứ nhất là biện pháp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Về giải pháp thứ nhất, chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, thì theo quy định, khi gặp khó khăn đột xuất do dịch bệnh, doanh nghiệp được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm. Trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày, thì công ty phải được sự đồng ý bằng văn bản của người lao động. Người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả đủ lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn là 30 ngày. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu. Giải pháp này được thực hiện tùy theo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và do doanh nghiệp quyết định. Và dù vậy, thu nhập của người lao động vẫn được đảm bảo, tuy nhiên là có thể thấp hơn mức lương cũ. Vậy, đối với giải pháp thứ hai là giải pháp dành cho người lao động ngừng việc thì cụ thể như thế nào ạ? Đối với người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19, như là người lao động nước ngoài trong thời gian này chưa quay trở lại được doanh nghiệp, người lao động phải ngừng việc trong thời gian cách ly hoặc công ty gặp khó khăn hoặc tạm thời ngưng hoạt động, thì doanh nghiệp có thể chủ động quyết định ngừng việc. Trong trường hợp này, tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định. Giải pháp này có ưu điểm là công ty giảm bớt một phần gánh nặng về lương và người lao động thì có khoản tài chính cơ bản để trang trải chi phí. Người lao động không bị mất việc, phải đi tìm công việc mới trong giai đoạn khó khăn. Đồng thời, công ty không phải tuyển dụng lao động khi mà đại dịch đã qua đi. Vậy, với giải pháp thứ ba là giải pháp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì như thế nào ạ? Đối với giải pháp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Hiểu đơn giản, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là việc ngừng thực hiện hợp đồng lao động một thời gian nhất định do doanh nghiệp và người lao động tự thỏa thuận. Việc tạm hoãn hợp đồng lao động dẫn đến người lao động không được hưởng lương trong thời gian tạm hoãn, vì bản chất của tạm hoãn là không thực hiện tất cả nội dung trong hợp đồng lao động, bao gồm cả tiền lương. Giải pháp này giảm gánh nặng về tiền lương, về trợ cấp, về khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ưu điểm của giải pháp này đối với người lao động là khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng, người lao động đi làm lại
mà không cần tìm công việc mới và công ty cũng có nhân sự cũ để mau chóng ổn định sau suy thoái. Tôi cũng xin khuyến cáo giải pháp này nên thực hiện khi công ty quá khó khăn trong tình hình hiện nay. Do vậy, người lao động nên chia sẻ gánh nặng với công ty và giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này để mau chóng được phục hồi. Và cuối cùng là giải pháp công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, cụ thể là như thế nào ạ? Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, công ty cần lưu ý về thời gian báo trước cho người lao động. Cụ thể của thời gian báo trước là đối với hợp đồng không xác định thời hạn thì doanh nghiệp phải báo trước cho người lao động là 45 ngày. Đối với hợp đồng xác định thời hạn thì thời gian báo trước là 30 ngày. Và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì thời gian báo trước ít nhất là 3 ngày. Khi công ty đơn phương chấm dứt và tuân thủ thời gian thông báo trên thì công ty không phải bồi thường cho người lao động. Người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc nếu làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên. Đồng thời, nếu đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, như chúng tôi đã chia sẻ trong video trước, là người lao động có thể được nhận trợ cấp thất nghiệp, sẽ có thêm phần thu nhập để vượt qua giai đoạn khó khăn. Giải pháp này có nhược điểm đối với doanh nghiệp là khi doanh nghiệp hoạt động trở lại, doanh nghiệp sẽ phải tuyển dụng lao động mới. Điều này có thể dẫn đến việc vận hành không được như trước do nhân sự mới chưa quen quy trình, chưa quen cách làm việc và văn hóa của công ty. Như vậy, mỗi giải pháp sẽ có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau tùy vào hoàn cảnh của từng doanh nghiệp mà doanh nghiệp nên cân nhắc lựa chọn hình thức nào, giải pháp nào là phù hợp với mình. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ thật hữu ích của luật sư. Tạm ngừng kinh doanh là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, đây là một trong những biện pháp phòng chống dịch bệnh, hạn chế lây lan cho cộng đồng và cần thiết phải thực hiện. Cả doanh nghiệp và người lao động đều bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Dù vậy, doanh nghiệp cũng cần có những giải pháp về lao động phù hợp với quy định pháp luật. Mặt khác, người lao động cũng cần có những chia sẻ, thông cảm với doanh nghiệp và hợp tác thực hiện các giải pháp hợp lý mà doanh nghiệp đã đưa ra để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi có những đường link video nghỉ việc vì phải cách ly Covid-19 vẫn được trả lương và bảo hiểm thất nghiệp phao cứu sinh cho người lao động trong dịch bệnh Covid-19 dưới phần mô tả. Nếu có thắc mắc gì, bạn hãy comment phía dưới hoặc liên hệ công ty luật CS để được giải đáp nhé. Nội dung video hôm nay đến đây là hết. Công ty luật CS sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn những quy định của pháp luật có liên quan đến tình hình dịch bệnh hiện nay trong những video tiếp theo nhé. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy like, share và subscribe để ủng hộ công ty luật làm những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!